Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ khám phá những loài động vật có khả năng thay đổi màu sắc. Hãy cùng bắt đầu với tắc kè hoa, một trong những bậc thầy biến hình của tự nhiên. Tắc kè hoa không chỉ thay đổi màu sắc để ngụy trang, mà còn để giao tiếp với những con tắc kè khác và thể hiện cảm xúc của mình. Màu sắc của chúng thay đổi dựa trên nhiệt độ, ánh sáng và tâm trạng. Tiếp theo là bạch tuộc mimicry, loài động vật biển có khả năng thay đổi màu sắc và thậm chí là kết cấu da để giả dạng thành các loài động vật khác hoặc hòa mình vào môi trường xung quanh. Điều này giúp chúng tránh được kẻ thù và săn mồi hiệu quả hơn. Cua ẩn sĩ cũng có khả năng thay đổi màu sắc để ngụy trang. Chúng sử dụng vỏ sò không chỉ như một ngôi nhà bảo vệ, mà còn như một công cụ giúp chúng hòa mình vào môi trường, tránh được sự tấn công của kẻ thù. Những loài động vật này không chỉ là những bậc thầy của sự ngụy trang, mà còn là minh chứng cho sự đa dạng và kỳ diệu của thiên nhiên. Khả năng thay đổi màu sắc của chúng giúp chúng tồn tại và phát triển trong môi trường khắc nghiệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác về thế giới động vật. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.